Thank you.
thế còn cái phát tàu đi tìm đó. Tiếp là sẽ tắt nữa sau đó đã đầu thật đấy.
Yeah.
Hết thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Cá nhiều không? Nhiều mà xem đi, xem thử đi. To ấy nhỉ? To mà, em mua đi. Sao? Nhiều cá rồi nhỉ? Mua đi, hôm nay thả bán hết lúc. Ô, nhiều nhỉ? Đấy, con to cho anh hết nhá. Mua đi. Tổng cái này anh... con to ấy, anh bán, anh mua hết. Mua. Ôi nhiều, cá to thật đấy nhỉ? Mua hết con to, con to. Cho tí nước vào đi. Hay làm gì mua nhiều thế? Về ăn giảm. Này ăn giảm. Hết rồi. Mày con bé vừa lấy cái thả rồi. Cứ mua đi. Mua cá đi. Anh ơi, mua cá đi. Em mua ít cá đi. Xem đi, xem cá. Mua mấy con với ăn. Mua đi. Hết rồi, thả một phần. Nhưng mà thế này thì mới vậy ăn. Con nó không bỏ tắt thực tế. Con hẳn đó. Con hẳn đó. Con hẳn đó. Hết thả đi, cá to rồi nè. Xem đủ chưa, nếu chưa đủ thì mua thêm nữa, mua hết đi. Không mua à? Cái loại này không mua. Đủ rồi nha. Mua cá hộ em đi. Cá ngon lắm. Cân bao nhiêu đấy? Cân 70.000 thôi. Bán rẻ thôi. Tối nay là bán quả thôi. Bán quả thôi nhỉ. Bán cho anh 500. Tối nay nhá. Tối nay chắc tầm 6 cân 7. Không cân được thì anh. Tối nay cái cân bé quá không cân được đâu. Bán quả thôi nhỉ. Này cho em bao nhiêu? Tối nay trả cho 500. Được. Thế thì luôn đó. Đây. 500 nhá. Xách đi đó, xách đi. Mua đi, mua xong lấy vật chút đi anh ơi. Có chiếc túi vào đây. Còn tiền đâu anh lấy hơn cân thôi. Lấy đủ 100.000 thôi. Chọn hết con to. Ôi. Đủ rồi. Có cái túi thông rồi. Tối nay đúng cân 3 bạn, cân 2. Thế tụi nó không đủ rồi. Lấy bằng này thôi. 100.000 cho bằng này thôi. Xin nhá. Về ha. 2 cân đấy. 2 cân ạ. 3 cân cho tụi này. Có phải cứ phải có phá là tụi bé quá nhỉ. Vào nó, tụi ngon đấy nhỉ. Cái này tính không bây giờ cho vào đi. Mua riêng trôi à hay là mua. Cái này nhảy thế cơ mới ngon. Con trôi con lấy không? Lấy à? Trôi cũng được thôi. Quả này về nhà anh không cần mổ đâu. Tụi thế mà nhiều cân này không mổ. Ăn cả cứt. 3 cân cũng mổ. Cá
2 cân 2. Anh bảo là chưa đủ nhỉ bọc. Bao nhiêu nhỉ? Hết 200 chưa? Cảm ơn nhá. Thank you.